nắm trọn quyền trong tay là một trong vòng một tháng hạ bệ 5 tướng lãnh của quân khu là tới ngay cơ sở cho về giường hết. Ông và ông còn tuyên bố một câu á, tất cả những cán bộ mà ở trong nước này á, khi mà đi bắt rồi không có bắt làm ai hết trơn. Ông tội lớn thì có tội nhỏ, ông tội nhỏ thì có tội lớn. Đi bắt là xong rồi. Không có lầm một đứa nào, ngay cả tôi cũng vậy. Ủa chơi, đọc luôn. Tại vì ông đang người như vậy là ông biết rồi. Mà công nhận ông thấy ai mà đi bắt là xong rồi đó. Ừ. Nhưng mà sau này bắt á, là cho về giường thôi, chứ không có tù tội, không có này kia. Cho về hưu non đó. Dạ. Đó cũng đỡ được cái nhân đạo. Ủa xe